Lòng thầm nghĩ mày hả mày tìm ra rớt hay chưa? Cách chỉ một giờ một hai đồng bạc đổi tới đâu ngơ ngác nhớ chiến trường. Mày được ngày xưa trải thời hỗn nhục để bây giờ quen với chuyện thê lương. Tao bây giờ tìm tao trong quân quận một quán cà phê dăm đứa bạn đời vẫn còn đó niềm đau ngày quốc hận để thấy lòng còn xa xót không nguôi. Nhớ bạn bè, nhớ không tròn nỗi nhớ. Ngày bình lông rạch bắp đến cái trường. Thằng bánh xác biết đâu ngày bẫm nước. Thằng quạt què chồng thêm nỗi tai ương. Tao bây giờ không tiền mua rượu uống mà vẫn say say ngút với nỗi buồn. Nhìn thiên hạ tranh nhau quyền yếu nước. Mấy chục năm ròng nước vẫn tan thương. Bài thứ hai tôi xin đọc tặng quý vị là bài tôi viết cho những thằng em. Những thằng em đã chết trong chiến trường, trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa mình đánh giữ nước và đánh nhau với Cộng sản. Những người đàn em của tôi chết không biết được là mình chết rồi mà đất nước vẫn tan thương. Bài thơ này là bài thơ tựa là Điếu Thuốc Ngày Xưa. Tao thắp cho mày một điếu thuốc, ngày đầu nắm lại cũng đất tha phương. Điếu thuốc ngày xưa mình truyền tái hút, mỗi lần cố vào gió cát mưa sương. Mảnh bô rô thôi thì mày hút tạm, có khói thơm sâu như thở cợt đùa. Tộc sâu măng cắm giữa trời lửa đạn, có nghiệp ngã đào vùi được ước mơ. Anh em mình qua bao vùng khốc liệt, mình nổ đạn xeo khóa chặt đêm rừng. Lúc cũng chiếu còn đợt bày đủ mặt, đã sướng rồi chỉ vậy có phải không? Anh em mình được bao lần chỉ vậy, lắm lúc tay về mắt đỏ rưng rưng. Lời vĩnh biệt thắp đi anh điếu thuốc, đừng vì em anh cứ đốt hết rừng. Tao đã đốt hết rừng dưới mày muốn, đến bây giờ còn nát bảy tâm tư. Những thằng em nằm xuống là sáu tiếng vẫn còn bóng quân thù. Cái bài thơ này là tôi viết cho một anh thương phế binh. Anh có nhắn với tôi là sao lâu quá mày không về thăm. Và tôi đã viết cái bài thơ này gửi về cho người đàn thương phế binh đó. Tao thèm lắm về thăm mày một chuyến, ngồi nhậu cùng mày cả chốt chân tương. Rượu mày nấu hai thằng nhậu cho đến điếc, trời đất bằng phúng còn cảnh nào sướng hơn. Ngày vợ mày ẵm mày ra khỏi Cộng Hòa như ẵm thằng có nít, máu bật đôi chân ướt cả tâm hồn. Thì lúc đó tao cũng như thằng có nít, khóc đã đời đôi chân còn mà dưới đất trời chôn. Ngày mất nước tao chưa vợ con gì ráo, lính chẳng mười năm tao sống bằng hơi thở bạn bè.
nhà của tao là bình lỏng lửa khói, đất của tao là rừng núi sơn khê. Liền cái súng tao không đổ thừa ai cả, tự chửi mình, chửi lặng, chửi căm, cắn bật mỏ môi biết mình còn sống. Giữa hận thù mà tổng ngóng tòng ngóng, tao đi tù từ nhũ lòng thủa ráng chịu, tao tha phương tự hứa lấy lại ngày về. Nát bét đời không nát tình nát nghĩa, còn hơi thở là còn nhớ chuyện xưa. Chuyện xưa có mày có tao, có ngày núi rộng chiều ngồi sau hè, mày trong tim tao bằng bạc. Sướng được rồi là biệt tích biệt tâm, xin lỗi mày chưa thể về thăm, bởi hai chữ Việt Kiều lạ quơ lạ quắc có cay đắng. Mày chửi tao cũng được, Việt Nam là của mày, là của tao, sao tao lại là Việt Kiều? Cảm ơn mày, dù ngàn vạn mất hiu, vẫn nhớ anh em một thời chinh chiến. Xin phép mày, cho tao cảm ơn thiên thần mày một tiếng, cảm ơn tâm hồn vợ người lính quốc gia. Cái bài thơ này thì... bài thơ này nó có hai câu kết. Ở phía sau là bởi vì khi anh này bị thương, anh cụt hai chân nằm trong Cộng Hòa. Và cái ngày 30 tháng 4 thì những người thương binh của mình bị bọn Cộng sản nó đuổi ra khỏi nhà thương. Và người vợ đã vào ẩm, ảnh ra khỏi nhà thương và đùm bảo quản cho đến những ngày sau này. Thành ra tôi có biết là xin phép mày cho tao cảm ơn thiên thần mày một tiếng, cảm ơn tâm hồn người vợ lính quốc gia. Và cái đó là cái phần đọc thơ của Trạch Gòn đã xong. Đây mới là cái phần chính của chương trình có ngày hôm nay. Một người bạn, một hải quân trung quý của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một người tù trong chế độ Cộng sản trên 13 năm, và bây giờ là một người bạn của Trạch Gòn. Anh là người thực hiện cái CD và anh là người có những cái lời hát trong đó và cái người chính thức mà tổ chức và mời quý vị đến hôm nay. Xin giới thiệu người bạn của chúng tôi, anh Vũ Hùng Phương. Nếu nói anh là nhạc sĩ thì anh cũng không chịu, mà nói anh ca sĩ anh cũng không thích. Anh chỉ thích dùng cái danh từ là người lính hát rong. Chúng tôi mời người lính hát rong Vũ Hùng Phương. Cảm ơn anh Trạch Gòn và xin kính chào quý vị. Đúng như anh Trạch Gòn nói, tại vì mình biết khả năng của mình không thể làm ca sĩ được, cho nên chỉ có dám nhận mình là người lính hát rong vì mình đi hát cho bạn hữu nghe. Và không dám nhận mình là làm nhạc sĩ là bởi vì mới tập tễnh bước vào nghề, đang mò mẫm để tìm ra những cái có thể viết được. Cũng may là nhờ trong nhạc của thơ của anh Trạch Gòn nó có nhạc sẵn thì mình mới ghi ra lại được. Chứ thật ra tôi dốt lắm, không viết được một chữ nữa, chứ đừng nói gì tới một lời, thưa quý vị. Thì đầu tiên là chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã vì lòng tình cảm bạn hữu cũng giống như là đàn anh, đàn chị đã đến đây và ủng hộ chúng tôi trong cái buổi ra mắt CD này. Mặc dù phần kỹ thuật cũng giống như là những giọng hát ở trong cái CD này chỉ là những giọng hát chúng tôi hay đùa có tuổi nhưng chưa có tên, nhưng với cái tinh thần là muốn đóng góp một chút nào đó cho công cuộc tranh đấu với Việt Nam, và dựa trên căn bản là những lời thơ chiến đấu của anh Trạch Gòn thì chúng tôi đã mạo muội để ra cái cuốn CD ngày hôm nay. Chương trình chúng tôi xin được phép bắt đầu bằng giới thiệu với quý vị một số những bài ca tiêu biểu ở trong CD Trạch Gòn, từ thơ đến nhạc. Xin mời tất cả các bạn nhé. Đó, thế nước này rồi, đừng hỏi chúng là ai, chúng là loài núi đó,
Thank you.
em bay về.